Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018, nhiều tuyến phố, cửa hàng trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã rợp màu đỏ của cờ hoa để phục vụ người hâm mộ. Tại các tuyến đường như Sương Giang, Hùng Vương, khu vực gần chợ Thương, không khó để bắt gặp những cửa hàng bán băng rôn, cờ đỏ sao vàng, áo in cờ đỏ sao vàng để phục vụ người hâm mộ. Nhiều người dân cũng đã tìm đến mua từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta ở trận chung kết. Được biết, tại khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang cũng đã lắp đặt màn hình LED cỡ lớn và chiếu miễn phí trận chung kết để phục vụ người hâm mộ. Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19:30 tối ngày 15 tháng 12.